Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì bên shop xe máy cũ thì hiện tại xe đang về rất là nhiều luôn nha các bạn. Thì có tất cả các mẫu xe, chủ yếu là dòng Yamaha và Honda. Thì bên shop là bên thanh lý xe máy cũ nên giá rất là rẻ. Thì bên shop có hỗ trợ tất cả các loại, chẳng hạn như là tiền ship, tiền phí làm giấy tờ. Các bạn chỉ việc là nhận xe, thanh toán và không có cọc nha các bạn. Và đây thì bên shop có vài mẫu xe, thì shop sẽ báo giá cho các bạn để cho các bạn tham khảo. Nếu như bạn muốn mua thì hãy liên hệ trực tiếp vào cho shop, thì ở dưới cái phần mô tả của cái video này đó, tất cả các video đều ở dưới cái phần mô tả sẽ có một số thông tin của shop, các bạn liên hệ trực tiếp vào đó nha các bạn. Bên các bạn lưu ý là bên shop là ship hoàn toàn miễn phí hết nha các bạn. Các bạn nhận xe thanh toán. Vì xe số lượng rất là nhiều nên là bên shop cũng chỉ báo giá vài chiếc để cho các bạn tham khảo nha. Thì nếu như ở trong cái video mà không có mà chiếc xe mà các bạn đang muốn mua thì các bạn có thể quay lại mấy video trước, hoặc là có thể liên hệ qua cho shop thì để shop báo giá thêm. Rồi bây giờ shop sẽ báo giá luôn. Thì chiếc Sirius ở đây thì shop sẽ báo giá rõ ràng đó, năm sản xuất và đời xe và chất lượng của xe đó, nên các bạn là yên tâm nha các bạn. Giá là 9 triệu rưỡi nha các bạn. Sirius 9 triệu rưỡi đó, cà vẹt có giấy tờ đầy đủ hết, xe còn nguyên riêng hết. Accenter 2014 luôn nha các bạn, 135. Đời nó là đời 2014, tức nghĩa là cái cà vẹt năm đăng ký là năm 2014 bạn. Hiện tại bên shop đang bán với cái giá cũng rất là êm, chỉ có 12 triệu nha các bạn. Đó, xe có giấy tờ đầy đủ hết, shop hỗ trợ tiền ship và làm giấy tờ cho các bạn luôn nha. Và tiếp tục nữa các bạn, bây giờ chúng ta đến cái dòng quay, xe quay nha các bạn. Xe quay thì bên shop thì có rất là nhiều, tại vì lúc trước thì cái dòng này thì bên shop bán là có được thì bán hết khoảng mấy trăm chiếc nha các bạn. Hiện tại thì cũng rất là đa dạng với cái dòng quay này, thì giá trung bình nó là từ 4 triệu cho đến là 6 triệu rưỡi là cái giá trung bình nha các bạn. Vẫn có những chiếc xe quay cao hơn nha các bạn. Như chiếc này là xe nó là 2019 luôn nha các bạn. Chiếc này thì giá chỉ có 6 triệu rưỡi, đời nó 2019. Tiếp tục nữa, cái chiếc này là khác cái chiếc vừa rồi nha các bạn, khác nha, không có giống nha. Chiếc này thì giá nó là 6 triệu nha các bạn, 6 triệu. Vẫn có cà vẹt giấy tờ đầy đủ hết luôn nha các bạn. Vẫn có cà vẹt giấy tờ đầy đủ hết, tại vì xe nó là xe 2019 nên nó còn riêng cứng luôn, còn riêng cứng luôn nha các bạn. Thì các bạn cứ liên hệ qua cho shop nha, để chiếc nào mà shop bán rồi thì shop sẽ nói bán rồi, còn chiếc nào chưa bán thì shop sẽ nói chưa bán. Tại vì là lúc đăng lên như thế này bạn thì có người mua trước, có người mua sau nên là không biết chiếc nào còn, chiếc nào bán nên là các bạn cứ liên hệ qua. Nếu như các bạn liên hệ sớm thì những chiếc xe mà các bạn thích thì tỷ lệ còn nó rất là cao luôn. Các bạn nhớ chia sẻ cái video về Facebook để bạn bè người thân ai có nhu cầu mua xe thì họ liên hệ qua cho shop nha các bạn. Bên shop thì ship hoàn toàn miễn phí và không có nhận bất cứ ngàn tiền cọc nào hết. Các bạn chỉ việc kiểm tra xe, đúng chất lượng các bạn thanh toán nha. Với lại trước khi bán thì shop sẽ gửi video hạt xe cho các bạn qua cho các bạn xem lại. Nếu như các bạn đồng ý thì bên shop là mới ship. Chẳng phải là cứ thấy như thế này rồi cái ưng quá rồi nói mua cái là bên shop ship đâu nha các bạn. Bên shop này trước khi ship thì cũng phải gửi xe rồi cho các bạn xem cho nó đàng hoàng. Với lại là việc mua bán online nên là cái gì nó cũng chất lượng là trên hết. Nên là bên shop cái xe nó bị như thế nào hay là nó có vấn đề gì hay là xe mới xe riêng thì bên shop cũng nói rõ ràng đúng như vậy. Tiếp tục nữa các bạn, một chiếc quay Alpha màu trắng, xe này là 2015 nha các bạn, 2015. Tình trạng của xe thì bên shop cũng mới kiểm tra rất là đẹp hết, riêng hết, máy móc cực kỳ êm. Cái dòng xe của Honda thì nó rất là lợi xanh luôn, nó từ dòng quay. Nhưng mà những chiếc quay mà đời thấp thì nó sẽ giá trị nó sẽ thấp, còn đời cao 19-20 trở lên thì giá trị nó cũng cao lên. Như chiếc này thì giá chỉ có 4 triệu rưỡi thôi nha các bạn. Sở hữu ngay một chiếc quay Alpha của hãng Honda, xe có thân đầm thôi. Quay thì nãy giờ thì các bạn cũng thấy rồi, chủ yếu là thân đầm. Còn những cái xe mà có banh mâm hay có thân đĩa thì giá trị của cái xe đó nó sẽ cao hơn một tí nha các bạn. Nó thường nếu như có banh mâm thì nó sẽ cao hơn khoảng 1 triệu đến 1 triệu rưỡi, còn có thân đĩa thì nó cao hơn khoảng 500.
Cũng là một chiếc nữa. Chiếc này thì giá cũng 4 triệu rưỡi nha các bạn. 4 triệu rưỡi à, sở hữu ngay một chiếc quay à, có giấy tờ cả việc đầy đủ hết. Được làm giấy tờ chính chủ, không có lo cái gì cả. Một chiếc Sirius cực kỳ đẹp, máy móc rất là êm, xe 2018 à, không có xét rỉ cái gì cả. Tại vì xe này là nằm trong kho à, mới cái lấy ra thì kiểm tra xe thì mới chạy được chỉ có 8.000 cây thôi à, cực kỳ ngon luôn. 8.000 cây thì chưa có là gì cả. Từ cái lốp trước và cái lốp sau vẫn còn nguyên riêng luôn à, chiếc này thì giá là 11 triệu Sirius RC. Tiếp tục nữa là một chiếc Dream, giống như Dream Thái nhưng mà không phải Dream Thái nha các bạn. Nó là một chiếc Dream Trung Quốc thôi, cũng đã được làm tăng trang và làm lại à, tăng trang và làm lại rồi nha các bạn. Giá cực kỳ êm, chỉ có 2.8 triệu thôi các bạn. 2.8 triệu, chúng ta sở hữu ngay một chiếc xe Dream. Đời nó thì cũng khá là lâu. Thì và chúng ta đi ngắn đi nữa thì bán hư bán sát lại thì cũng được 2 triệu à, không có lỗ bao nhiêu cả. Và tiếp theo nữa là một chiếc quay. Chiếc quay này thì có độ lại. Xe này cái bánh, cái mâm trước và cái mâm sau thì không phải riêng đâu nha các bạn. Nguyên thủy của nó chỉ là một cái bánh tâm bình thường thôi. Đó. Chiếc này thì giá là 4.8 triệu nha các bạn. Tại vì khi mà độ cái xe, đây là do khách hàng lúc trước người ta độ xe các bạn. Đó. Thì nếu như mà gặp trúng khách hàng mà thích độ xe thì cái xe nó mới có giá trị. Còn nếu như mà khách hàng mà không muốn độ xe, chỉ đi muốn đi một chiếc xe bình thường thôi, thì cái xe đó, cái xe độ lên nó sẽ không có giá trị nha các bạn. Nếu các bạn không thích xe độ thì các bạn có thể chọn mấy chiếc trước à, và một chiếc Accenter 2013 2013 nha các bạn, 135. Thì chiếc này rẻ hơn chiếc kia, chỉ có 11 triệu thôi các bạn. Vẫn có cà vẹt giấy tờ đầy đủ hết. Tình trạng máy móc vẫn còn riêng, máy móc vẫn còn riêng nha các bạn. Thì bên ngoài nó thì cũng có sửa chữa qua sơ thôi, chứ không có nhiều. Nói chung là xe cũng đời nó tới nay thì cũng lâu lắc rồi, 8-9 năm rồi, nên là cũng sửa chữa sơ qua thôi à, một chiếc 2015 nha các bạn à, mình nhầm nha các bạn, chiếc này là 2017 nha các bạn. 2017 150. Chiếc này thì giá nó cũng cực kỳ êm các bạn, 18.500 nha các bạn. 18.500. Tình trạng xe thì nguyên riêng, giấy tờ vẫn đầy đủ hết. Cái màu ẹt thì những cái màu khác thì nó có giá trị hơn đó, còn cái màu vừa rồi thì nó không có giá trị. Một chiếc Sirius đời 2017 màu vàng. Xe này thì màu vàng chạy bên ngoài rất là đẹp luôn bạn. Đó, các bạn nhìn thấy các bạn đấy rồi, những chiếc Sirius mà màu vàng hoặc là màu đỏ, đỏ đen nha các bạn. Đó, hai cái màu đấy thì rất là đẹp luôn. Đó. À, chiếc này thì giá nó là 11 triệu nha các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục một chiếc cuối cùng. Chiếc cuối cùng của cái video này thôi, còn nữa khá là nhiều. Tại vì video làm thì cũng có thời hạn thôi chứ không có nhiều, không có nhiều được. Đó. À, đây, hồi nãy mình cũng có nói là một chiếc màu vàng với lại là một chiếc màu đỏ đen như thế này. Đó. Chạy ra bên ngoài rất là đẹp luôn các bạn. Dòng Sirius, cái dòng này nó, cái máy móc của nó là cực kỳ bền nha các bạn. Nhưng mà nó hao xăng hơn cái dòng Honda nha các bạn. Mình cũng tư vấn rõ ràng cho các bạn luôn. Chiếc này thì cũng 2016 đó. Và giá nó thì cũng ngang với chiếc vừa rồi nha các bạn. Rồi các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi video để mà Shop tiếp tục ra những video mới nha các bạn. Vì số lượng xe của đợt này cũng khá là nhiều, nên Shop cũng rất mong các bạn chia sẻ video nhiệt tình để cho Shop bán được xe. Shop cũng cảm ơn các bạn luôn nha các bạn. Rồi hẹn các bạn video tiếp theo.